Tại trường Quốc học Huế vừa diễn ra lễ hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN quản lý thiên tai năm 2024 với chủ đề trao quyền cho thế hệ trẻ vì một tương lai an toàn trước thiên tai. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các cơ quan Liên Hợp Quốc và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cùng sự tài trợ của Chính phủ Nhật Bản tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN quản lý thiên tai. Tham dự có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương, trưởng đại diện và các bộ cấp cao, một số cơ quan Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, các thành viên đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh trao quyền cho thế hệ trẻ vì một tương lai an toàn trước thiên tai là nhiệm vụ chiến lược của quốc gia, vừa cấp thiết vừa lâu dài, với nhiều hình thức phương pháp phù hợp nhằm tạo cơ hội cho thế hệ trẻ tiếp cận tri thức để có cái nhìn đúng đắn và hiểu biết về thiên tai, giảm nhẹ rủi ro thiên tai ở cấp gia đình, nhà trường, cộng đồng, trang bị các kiến thức, kỹ năng phòng chống thiên tai. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng, cách đây một tháng, cơn bão số 3 Yagi, cơn bão được ghi nhận là mạnh nhất trong 70 năm qua đổ bộ vào các tỉnh miền Bắc, đã để lại hậu quả cực kỳ nặng nề với Việt Nam về người và của. Giờ thời khắc khó khăn ấy, lại sáng lên tinh thần Việt Nam. Đó là sự vào cuộc nhanh chóng của cả hệ thống chính trị, của tỉnh đồng bào, lòng hiệp nghĩa, lá lành đùm lá rách. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn gửi lời cảm ơn đến cộng đồng quốc tế trong đợt bão số 3 vừa qua đã gửi hàng hóa cứu trợ khẩn cấp để tặng người dân vùng bị ảnh hưởng của bão và hoàn lưu sau bão và triển khai các cam kết giúp khắc phục hậu quả thiên tai, giúp người dân tái thiết lại cuộc sống. Kết thúc buổi lễ, các đại biểu và thầy cô học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế cùng bấm nút khởi động con thuyền chở khắc phòng thế hệ trẻ ra khơi, mang thông điệp ý nghĩa về vai trò của thế hệ trẻ đất nước trong công tác phòng chống thiên tai.